Rồi, thầy chào tất cả các em nhá. Đến giờ rồi, hôm nay thầy hứa với các em là 9 giờ thì chúng ta bắt đầu nói chuyện với nhau một chút nhá. Chào Khánh Nương nhá. À, cả thầy Bùi Hưng Đạo nữa, em chào anh nhá. Chúng ta đợi một chút nhá, bây giờ là 8 giờ 55 rồi. Còn khoảng 5 phút nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu. Mình sẽ chỉ làm nhanh thôi, tranh thủ khoảng 30 phút. Để các em bạn nào mà cần tích lũy kinh nghiệm gì thì chúng ta có thể tích lũy nhá. Rồi ok, thầy chào bạn Quỳnh Nga này, Văn Phương này, Khánh Nương này, Quốc Bảo này, Đặng Huy này. Ok, thầy chào Đặng Huy nhá. À, em chào thầy Bùi Hưng Đạo nhá. Chúng ta còn 4 phút nữa các em nhá, còn 4 phút nữa là chính thức đến cái buổi live ngày hôm nay. Có thể nói đây là cái buổi đầu tiên mà thầy 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 live chính thức nhá. Ok, thầy chào bạn Hữu Trần này, Phạm Thành này, Quang Anh, Nga Lê này, Minh Khuê này. Minh Khuê này, thanh niên này là học từ năm ngoái cơ mà nhỉ. Bây giờ vẫn bén mảng vào đây à? Quang Anh nghe rõ, ok. Rồi ok, chào Cao Phúc Hậu nhá. Tiến Vinh, rồi chào Tiến Vinh. Văn Phương, chơi thôi, thầy ơi cứ bình tĩnh em nhá. Chúng ta 9 giờ một chút thôi, đến 9 giờ là mình sẽ triển thôi nhá. Cố gắng là chúng ta chỉ trò chuyện với nhau khoảng 30 phút thôi. À, thầy qua YouTube đi à? YouTube thì khả năng là đến buổi sau nhé. Buổi này thầy chưa có cái anh kỹ thuật, anh ấy chưa xử lý xong. Thầy không biết về kỹ thuật nhá. Cho nên mình cứ dùng tạm này em nhá. Hiếu Thành nhá. Có gì thầy sẽ up cái vai cái video lên YouTube. Hà Mạnh Đức áo phở tu à? À cái áo này nó thầy đang ở nhà thôi, nay vừa tắm xong thì tiện thì mặc thôi. Cái áo này là thầy được tặng từ một cái em học ở khóa trên đấy, mặc được tầm khoảng 8 năm rồi đấy, 8 năm rồi nhá. À, tối nay có siêu kinh điển à, anh Bùi Hưng Đạo. Em thì chắc là em không không xem được. À, thầy chào Nam Nguyễn nhá. Nam Nguyễn này là để ảnh avatar là người yêu đấy à? Nhìn xinh gái đấy. Bùi Phương Nguyên 2K3 cày 12 giờ có sớm không? À, sớm hay muộn thì tùy từng người thôi em nhé. Có những cái bạn mà nếu mà học tốt nhưng mà cày thì bây giờ thì sang năm thì biết học cái gì nữa rồi em. Còn có nhiều bạn người ta đam mê học thì người ta cứ cày thôi. Quỳnh Hương này, em học hóa hơi chậm. À, mong học thực chiến sẽ cải thiện. Thì chú ý là nếu mà em học quá hơi chậm, bây giờ mình quan trọng là cái mục tiêu của em là như thế nào Hương nhá. Đấy. Thế còn ở trong cái khóa Pro này thì ngay sau đây thầy sẽ nói kỹ hơn để cho em hiểu. Rồi thầy chào Tiến Đạt này, Cao Thi, Phạm Thành, Hoàng Ân, Dương Võ. Ok, phải chào Nguyễn Hà nhá. Hà Mạnh Đức. Hà Mạnh Đức ở Quỳnh Phụ à? Ờ, Quỳnh Phụ gần thầy đấy, thầy gần Quỳnh Phụ lắm. Đỗ Hữu Quân, Nguyễn Hà này. Ngọc Thái, rồi thầy chào em. Rồi, chúc anh Bùi Hương Đạo xem bóng đá vui vẻ nhá. Thanh niên thủ khoa Ninh Ngọc Trung xem mà hôm nay không học của em. Học đi để mà còn làm thủ khoa đầu ra nhá. Nào khi nào mà bọn em chụp ảnh kỷ yếu ra trường thì gọi thầy đi để thầy ké tí nhá. Rồi ok, 21 giờ rồi nhá. Đúng 21 giờ rồi. Bây giờ ta sẽ nói nhanh một chút thôi. Cái buổi hôm nay thầy muốn chia sẻ với các em về cái vấn vấn đề thứ nhất, đó là cái số thứ nhất của chúng ta.
về cái tư duy thực chiến. Đấy. Thì trong buổi ngày hôm nay cái chủ đề của chúng ta sẽ là tư tưởng ở trong giải đề. À, được chưa nha? Thế thì cái phần đầu tiên thầy muốn các em phải phải biết ở đây nhá. Đó là tư tưởng học và thi liên quan tới môn hóa. Tư tưởng học và thi liên quan tới môn hóa nhá. Thì các em chú ý là ở đây trước khi mà thầy chia sẻ cái vấn đề này. Đấy thì thầy phải nói luôn đó là cái tư tưởng này là theo cái quan điểm cá nhân của thầy thôi. Theo quan điểm cá nhân của thầy. Chứ không phải là nó đúng với tất cả mọi người. Đấy, theo 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 thầy nó sẽ là như vậy. Thế đây là như thế nào? Thì thực tế các em thấy là sau khi mà mình học xong rồi thì những cái gì gọi là peptide rồi este mình nhôm sắt với các kiểu thì nó cũng không có ứng dụng gì cả, trừ khi là các em làm thầy cô giáo dạy về môn hóa, hoặc là chúng ta nghiên cứu chuyên sâu về hóa, hoặc là mình làm những cái ngành nghề gì đó dính tới môn hóa thì mình mới cần phải biết sâu thôi. Chứ còn lại khi mà chúng ta học xong rồi thi xong có điểm nhá thì coi như là thôi cũng không cần nữa, được chưa nhỉ? Đấy, mình có thể cũng không cần thiết nữa, được chưa nhỉ? Vì vậy cho nên ở đây nhá, cho nên ở đây theo cái tư tưởng của thầy về học hóa, đấy, cái mà chúng ta cần nhất sau khi mình học xong nó là có hai cái. Một là chúng ta đạt được cái kết quả, tức là cái điểm số của mình để phục vụ cho các cái kỳ thi để mình vượt qua một cái mốc nào đấy. Thứ hai là mình phải làm cho cái đầu của mình nè nhá, cái đầu của mình, cái não của mình nó nhanh lên một chút để làm gì, để sau này chúng ta đi ra trường, chúng ta đi làm rồi thì mình ứng dụng cái bộ não nhăn của mình đó vào trong công việc, chứ lúc đấy chúng ta cũng không thể nào biết được nhôm là cái gì, sắt là cái gì hết, hết đi, được chưa nhỉ? Đấy, chính vì như vậy cho nên là cái tư tưởng của chúng ta khi mà chúng ta làm đề và giải đề, thậm chí là học, được chưa nhỉ? Đặc biệt là trong quá trình giải đề, quan điểm của chúng ta là gì? Cứ đúng và nhanh nhất là được, đúng và nhanh là được nhá. Còn lại các em dùng bất kỳ thủ đoạn gì, phương pháp gì thì cũng chấp nhận được hết, mọi tất cả các thứ thì thầy đều chấp nhận được hết, được chưa nhỉ? Và bây giờ chúng ta vào nội dung chính thì các em phải biết rằng là để mà đạt được điểm số tốt nhá thì đương nhiên là nó cần phải cả một quá trình. Đấy, tuy nhiên thì cái giai đoạn luyện đề là một giai đoạn cực kỳ là quan trọng, vô cùng quan trọng nhá. Tại sao lại như vậy? Đấy, bây giờ chúng ta sẽ đi sang cái phần phần 2 của hôm nay. Đấy là thầy sẽ nói về cái khóa học này một chút để cho các em hiểu kỹ. Thì nhiều bạn hỏi thầy nó là cái gì, chưa biết. Thì hôm nay thầy sẽ nói cho các em nhá. Chúng ta sẽ xem là cái khóa học thực chiến này của chúng ta nó là cái gì. Được chưa nhỉ? Rất nhiều bạn là cũng còn lơ mơ mà chúng ta chưa hiểu rõ. Thì hôm nay các em sẽ được hiểu, được chưa nhỉ? Đích thân thầy sẽ giải thích cho các em. Đấy, thế thì ở trong cái thực chiến này thì sẽ cung cấp cho em là bốn cái dấu cộng. Ở đây thầy đã ghi ra rồi nhá. Thứ nhất là nó sẽ giúp các em là mò ra tất cả các cái lỗ thủng. Đấy. Chỉ có luyện đề tổng hợp thì các em mới có thể tìm ra được những cái thiếu sót hay là những cái lỗ thủng của mình, lỗ thủng về kiến thức, để từ đó mình đưa ra những cái phác đồ để vá lại. Thủng thì bây giờ phải vá, mà mình muốn vá thì các em phải tìm ra lỗ thủng, mà muốn tìm lỗ thủng thì chỉ có luyện đề thôi. Đấy, được chưa nhỉ? Thế thì ở đây có nhiều bạn hỏi thầy là trong cái khóa lắp vào đồ này thầy có dạy phương pháp không, thì các em chú ý cho thầy là phương pháp nhá. Về phương pháp thì thầy đã dạy kỹ ở trong 8 cộng và 9 cộng rồi các em nhá. Đấy. Cho nên là khi mà mình tham gia mình luyện đề thì mình cảm thấy mình yếu ở đâu thì thầy sẽ sắp xếp bản thân thầy hoặc là có những cái đội trợ giúp sẽ hỗ trợ các em để học, để vá mình cần cái gì thì mình xem ở đâu. Thì chỉ cần hai cuốn 8 cộng và 9 cộng thì các em có hoàn toàn có thể yên tâm. Tất cả các cái lỗ thủng thì đều có thể dùng được NAP 8 cộng hoặc là NAP 9 cộng để chúng ta vá lại, nó sẽ lành lặn hết, để cho nhà. Quan trọng là mình có đủ quyết tâm hay không nhá. Nhiều bạn lười mà lại muốn điểm cao thì là hơi hơi khoai nhá, khó lắm. Đấy, được chưa nhỉ? Thế thì cái phác đồ mà để mò ra các
các cái lỗ thủng này thì được xuyên suốt trong cả một quá trình học. Các em nhớ, xuyên suốt trong cả một quá trình học. Đấy, được chưa nhỉ? Bên cạnh bên bên cạnh cái quá trình mà chúng ta luyện những cái đề mà chuẩn thì chuẩn rồi này. Cái đề chuẩn ấy thì nó có nhiều loại. Ở đây bản thân thầy những năm trước rất hay ra đề. Nhưng mà gần đây thầy thấy là thực tế ra cái việc hóa học của chúng ta phổ thông nó cũng bão hòa rồi. Được chưa nhỉ? Nó bão hòa rồi. Cho nên là không quá quan trọng là cái vấn đề mình phải tự ra này. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là hiện nay thì những cái đề thi của các cái sở hoặc các trường chuyên rất chất lượng. Chúng ta cứ áp tư duy nát vào mà phang thôi, cứ phang cật lực. Được chưa nhỉ? Cứ phang cật lực làm được hết những cái đề đấy thì chắc chắn sẽ là ok nhá. Đấy, thế thì cái thứ nhất các em chú ý là trong thực chiến này nó sẽ cung cấp cho em cái đầu tiên để tìm ra các cái lỗ thủng, sau đó sẽ đưa ra các cái chiến lược để chúng ta vá những cái lỗ thủng lại. Ừ, được chưa nhỉ? Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là tâm thế. Thì tâm thế ở đây là cái gì? Cái tâm thế ở đây thì các em phải hiểu là khi mà mình bước vào luyện đề, được chưa nhỉ? Mình bước vào luyện đề thì mình phải có cái kết quả của mình, đó là điểm. Thì điểm thì bây giờ mình nó phải cao cao một chút thì các em mới có cái khí thế để làm. Thầy nói luôn đó là ví dụ như chúng ta thi một đề mà mình được khoảng 8, 8 rưỡi, thậm chí 9 mình vui. Đấy, được chưa nhỉ? Thì chỉ còn một ít ít thôi để mình đắp nút vào. Chứ bây giờ nếu như mà các em thi mình lẹt đẹt 4 5 điểm là bắt đầu nó sẽ hoảng loạn ngay. Chắc chắn là tâm tâm lý của em sẽ hoảng loạn và thấy mình bị thủng chi chít như vậy, chỗ nào cũng thấy thủng, không biết nó vá kiểu gì, mà bây giờ nếu mà có vá thì cũng rất lâu nhá, căng, tình hình như căng. Vì vậy cho nên ở đây cái tâm thế của chúng ta là thầy muốn các em khi mà luận đề nhá, mình sẽ đạt được một cái mức điểm tương đối là ngon lành để cho mình cảm thấy là mình cũng tự tin đó, thì bắt đầu mình mới có khí thế thì mình mới luyện đề được. Nhưng bây giờ các em mà cứ làm mà cứ 3 4 5 điểm ấy là chết dở nhá, không bao giờ, đúng rồi, em sẽ hoảng loạn lên. Bắt đầu là mình sẽ học mỗi thứ một tí thế là chết. Vì vậy cho nên ở đây cái tâm thế này thầy bố trí vào đây là 85 đề. Một con số nghe có vẻ nhiều nhá. 85 đề nhưng mà mỗi đề chỉ có 30 câu thôi. Nó tương ứng với 7,5 điểm. Ừ, được chưa? Tương ứng với 7,5 điểm nhá. Thì ở đây thầy tính rồi, thật ra là 85 thì nghe nó nhiều nhưng mà thực tế là nó không nhiều đâu. Mỗi một đề các em chỉ làm cho thầy khoảng là 20 phút thôi. Đó, được chưa nhỉ? Mỗi một đề làm 20 phút. Thì khi mà các em hoàn thành cho thầy 85 đề này trong cái khóa Lab Pro thì các em yên tâm mà chúng ta sẽ có tâm thế tốt. Kiểu gì mình thi nhắm mắt cũng phải được 8 rồi. Được chưa nhỉ? Đấy, không cần phải lòng hoàng, tức là khi mà các em tầm 15 phút, 15 phút mà chúng ta rơi khoảng 7 7 điểm, 7 điểm rưỡi 8 điểm, mà lúc ấy là tâm lý của mình nó hứng khởi lắm. Đấy, làm nó phê lắm. Bây giờ mà các em mà cứ làm mà bị sai nhiều xong bắt đầu là tầm khoảng nửa tiếng là mình vẫn còn lục đục ở một số câu dễ thì là rất nguy hiểm. Tâm lý của em sẽ bị hoang mang ngay lập tức. Đặc biệt là những cái bạn mà mục tiêu của mình chỉ khoảng 7 đến 8 điểm ấy. Thì các em cứ phang cho thầy hết 85 đề này, sau đó là các em luyện đề full thì đoạn cuối thì các em cứ thử phanh nhớ cho thầy xem nào. Đó. Được nhá. Được chưa nhỉ? Ừ, nhá. Sao đấy nhỉ? Có một một số bạn là nghe bé à, thầy cho to lên một chút nhá. Được chưa nhỉ? Đây đây là cái tâm thế. Cái tâm thế này là thì ở đây trong cái phần mà 85 đề thầy bố trí này, các em cứ hoàn thiện cho thầy đi. Làm xong cái phần này thì là yên tâm nhá, yên tâm rồi, chúng ta chắc chắn là sẽ có một cái nguồn vốn khá là lớn. Để từ đó thì mình có thể chinh phục được những cái câu hỏi nâng cao. Được chưa nhỉ? Đây là cái vấn đề về tâm thế mà như vậy. Bây giờ thì chúng ta sẽ sang cái dấu cộng số 3. Đó là trong Lab Pro sẽ cung cấp cho em cái sự tỉnh táo và điềm đạm. Thì sự tỉnh táo và điềm đạm này là như thế nào? Thì ở đây thầy sẽ đưa ra một số những cái ví dụ thực tế luôn. Đây là có hôm nay thì thầy có xem lại cái nhóm học tập của chúng ta. Thì có một số câu hỏi thì tiện đây thầy sẽ đưa ra luôn. Bởi vì thầy thấy là có một số bạn là có vẻ là chúng ta vẫn chưa nắm được kỹ. À, có thể là về cái phần tư duy trong 8 cộng 9 cộng thì các em nắm được. Đấy, nhưng mà khi mà áp dụng vào luyện đề thì mình chưa ổn. Thì tại sao chưa ổn? Thì bây giờ ngay sau đây chúng ta sẽ từ từ nghiên cứu thì các em sẽ thấy được là mình vẫn còn yếu ở đâu và chúng ta cần thiết phải học luyện đề như thế nào nhá.
Và thầy nhắc lại là các em đã học với thầy rồi thì cứ học theo thầy thôi, thầy luôn thôi, chứ đừng có phải đi học đề đó mà đâu cả. Bởi vì năm nay là thầy sẽ giải rất nhiều đề. Thầy hứa với các em là hầu hết tất cả các cái đề thi nào mà hay nhất ở Bắc Trung Nam thầy sẽ giải hết. Trực tiếp thầy giải. Tất nhiên là chúng ta sẽ giải chỉ khoảng 15 câu nó khoai khoai tí thôi, chứ còn những câu mà nó ngon lành quá thì khi mà các em làm 85 đề kia rồi thì chắc chắn là các em sẽ làm được nhá, chắc chắn là chúng ta sẽ làm được. Ok, thế bây giờ tỉnh táo là cái gì? Cái này là các em phải phải luyện, nghĩa là sao? Trong một cái đề thi nhá, các em cứ để ý xem kiểu gì thì kiểu nó sẽ có một cái câu hoặc là hai câu gì đó nghe hoặc là nhìn có vẻ hơi mơi mới một chút. Đấy. Thì những bạn nào mà yếu tim, trình độ đẳng cấp của chúng ta mà có giới hạn thôi mà chưa đạt đến cảnh giới cao ấy. À, nếu như mà các em không tỉnh táo mà chúng ta mà chơi ngay vào cái câu đấy, được chưa nhỉ? Rất dễ bị ăn hành. Thế tỉnh táo là như vậy, tỉnh táo là sao? Tức là các em phải biết chọn những cái câu nào nó là kiểu bẫy về thời gian thì mình phải lé ngay, cực kỳ nguy hiểm. Thế mình phải luyện, chứ không phải là các em nhìn thấy mình cảm giác mình làm được nhưng mà 5 phút, 4 phút gần ra rồi, gần ra rồi. 5 phút, một tí nữa là ra nhưng mà vẫn chưa ra. Được chưa nhỉ? Đến 10 phút có một tí tí nữa ra thì đến 15 phút mới xong. Nếu có nhìn lại đồng hồ là toang luôn rồi. Lúc nó bắt đầu là mồ hôi nó toát ra. Cực kỳ nguy hiểm nhá. Thế đây thầy sẽ lấy ví dụ như là các em xem ở đây. Đây này, thầy đưa ra đây nhá. Thầy lấy luôn một cái câu trong cái đề thi của Bộ Giáo dục năm ngoái. Ừ. Ngay một cái đề thi thôi, năm 2019. Được chưa nhỉ? Đây là một cái câu nó cũng tầm khoảng 7 điểm lùi thôi, tức là người ta bố trí ở cái khoảng khoảng cái câu khoảng hai mấy đổ lại đấy, 30 đổ lại thôi, được chưa nhỉ? Nhưng mà nhìn đấy, câu này theo cái kinh nghiệm dạy của thầy ở đây, thầy quan sát là rất nhiều bạn là nhìn qua tưởng là ngon, thế nhưng mà thầy cứ đợi mãi một lúc lâu mà cũng chưa xử lý được. Đấy. Tất nhiên là cái việc mới hoặc là cái việc bẫy về thời gian thì nó cũng phải tương đối thôi, nó tùy từng bạn. Nhưng mà ý của thầy ở đây nó là các em phải biết cách, chúng ta phải cảm giác được. Mình luyện là mình phải cảm giác được câu nào là câu nguy hiểm về vấn đề thời gian. Được chưa nhỉ? Mình phải lé ngay. Các em phải tránh nó ra. Một câu mà khi mà các em làm được phải được 9 rưỡi rồi. Đấy, còn hai câu nữa rồi. Thì lúc đầu các em sẽ thông minh lên hơn rất nhiều. Thì có thể các em sẽ làm được. Nhưng mà cũng một cái câu đấy, các em làm ngay từ đầu mất 15 phút mà các em không làm được thì tất cả bên dưới là chúng ta toang hết, được chưa nhỉ? Mình vỡ trận ngay đấy, mình nát bét ngay lập tức, rất nguy hiểm nhá. Vì vậy cho nên là cái phần thầy gọi là sự tỉnh táo là như vậy, được chưa nhỉ? Rồi ok, được chưa nhỉ? Sau cái tỉnh táo rồi thì bây giờ chúng ta là sang cái vấn đề về điềm đạm. Cái điềm đạm đây là cái gì thì bây giờ các cụ nói rồi, mình muốn nhanh ấy thì mình phải từ từ. Đấy, muốn nhanh là phải từ từ em nhé. Được chưa nhỉ? Thế từ từ là như nào? Bây giờ chúng ta nhìn vào một cái ví dụ của một bạn đưa ra ở đây là ở đây thầy nhìn thấy trên nhóm thôi, nhóm chấn bình của chúng ta là có một bạn là hỏi một cái câu. Thay vì biện luận quá dài thì có cách nào để cho nó ngắn không? Đại khái như vậy. Được chưa nhỉ? Cho ngắn không? Thế thì ở đây là thầy cũng không biết được là tại sao học với thầy rồi mà em lại bảo là biện luận quá dài. Thì quá dài đây là cái gì? Thì có thể là do mà lúc chúng ta làm ấy, cái mình chưa đạt được một cái cảnh giới về sự điềm đạm ấy, cho nên là mình nhìn có thể là cái em nghĩ nó hoảng. Thế nhưng mà bây giờ câu này thì các em nhìn cũng nhanh một chút thì mình thấy là về đề bài nhá, về đề bài ấy, thì là các đáp án là người ta cho theo cái kiểu là gần nhất rồi. Gần nhất đúng không? Cho nên bạn nào mà có dùng thủ đoạn về về đáp án là chúng ta không ổn được, không chơi được nhá. Về thông số thì nó cho rất ít, các em nhìn này, chỉ có oxy thôi, CO2. Cái ông KOH này thì ta nhìn thấy thì chất rắn T này của chúng ta nó là hỗn hợp, cho nên là chắc chắn là KOH dư rồi, coi như con số KOH này là cũng là vô bổ thôi. Ừ. Thế thì cái câu này các em thấy là ở đây người ta cho chúng ta là đốt cháy. Đốt cháy thì sao? Thì thầy đã dạy các em rồi, chứ cứ dồn chất mà pha, pha vào làm gì? Và làm gì không cần biết. Được chưa nhỉ? Đừng bao giờ hỏi là mình ốp vào làm gì. Mà cứ nhìn thấy đốt cháy là chúng ta lao vào, chúng ta đi dồn chất. Được chưa nhỉ? Đấy là cái gọi là sự điềm đạm. Thì cứ làm thôi, đừng bao giờ nghĩ là mình làm để làm gì, cứ làm. Được chưa nhỉ?
À, bây giờ ta ốp vào nhá, để cho oxy các thứ. Bây giờ nó bảo là cái gì đây? Ancol acid của 2 pi. 2 pi là mấy pi? À, 2 pi là mấy chữ, đúng không? À, thì bây giờ bắt đầu nhiều bạn sẽ phân vân ở đây. Thì đến như vậy bây giờ chúng ta phải cứ cho cái gì xinh nhất, đẹp nhất thì ta lấy. Mình thay vì là nó có nhiều trường hợp thì mình cứ cho là mình được phép chọn nhiều trường hợp đi. Đấy, thì bắt đầu mình dồn chất nha, đây thầy viết ra đây nè. Ok, mình viết ra đây dồn chất nhá. Thì mình thằng Ancol No thì các em nhấc nước ra. Bình tĩnh nhá, thầy không dạy các em là chúng ta làm ào ào lên, mà sau khi mà chúng ta dồn chất ta phải làm từng phần một. Nhấc nước của thằng Ancol ra thì nó biến thành anken là CH2. Được chưa? Hình như là mạng của chúng ta bị chậm đúng không? Thầy viết ở đây mà nó chưa lên hình. Chưa lên hình nhá. Thôi là thầy cứ viết thôi. À, nhấc nước ở trong Ancol ra còn CH2. Thế còn thằng axit này của chúng ta 2 pi thì mình coi như là đơn chức và có một pi CC. Được chưa? Đấy, mục tiếp theo ta nhấc COO ra. Ok. Thì thành phần còn lại nó chỉ là còn CH2 thôi. Đó, được chưa nhỉ? Thế bây giờ mình có oxy ở đây, thằng oxy này thì các em bấm ra nó là 0,06. Oxy này là 0,06 nhá. Thế còn cái thằng CO2 này của chúng ta thì là 0,09. Như vậy tới đây thì rất là ngon lành, mà cành đào rồi ta chỉ việc 0,06 nhân với 2 chia cho 3 thì ngay lập tức cũng này nó biến thành 0,04. Được chưa nhỉ? Em cứ điền vào thôi. Tổng C là 0,09 thì bây giờ nó mất năm, nó nào vào đây 0,04 thì trên đây là 0,05. Thế tới đây thì làm sao? Tới đây thì toang nhá, chắc chắn là toang rồi. Không được, phương án này của chúng ta là vỡ trận, hỏng. Tốt, nhưng mà không được người ta xoay. Bởi vì nếu như mà nó có pi thì ít nhất nó phải là acrylic. Acrylic mà em nhân 0,05 mà ta nhân với 3 thì nó phải là 15 nhá. Đây nó tổng C nó cũng 0,09 là nó lỗ rồi, không được, hỏng. Hỏng thì sao? Hỏng thì nó phải là hai chữ. Được chưa? Rồi, hai trước thì ta lại chơi tiếp. Hai trước các em lại túc tắc, chúng ta đi dồn thôi, cứ túc tắc làm thế, được chưa nhỉ? Ok. Bây giờ mình nào làm mình lại nhấc nước ra. Được chưa nhỉ? Rồi. Nhấc nước ra thì bây giờ anco nó biến thành anken, ta viết xuống dưới này một chút. Đây là của thằng anken. Bây giờ axit của chúng ta là no hai trước đúng không? Thì mình nhấc COO ra. Đấy. Thì nhấc COO ra thì nó là thành ankan. Ankan này ta lại nhấc hydro ra. Được chưa? Thì nó sẽ thành anken, thì mình sẽ đấu tất vào dưới này. Rồi, ok nhá. Mình đọc hết vào đây. Thì bây giờ vì thằng này là thằng AK là hero của chúng ta là A. Thế thì vì nó hai chức cho nên là COO nó phải là 2A. Thì bây giờ tình hình đây xong rồi. Tổng C của em là 0,09. Nó chui vào đây 2A thì ở dưới này nó chỉ còn là 0,09 trừ đi 2A thôi. Được chưa nhỉ? Thế này thì thầy cũng cứ túc tắc thầy làm thôi, rất điềm đạm mà không hiểu tại sao là ở đây là thầy xem ở trong một số comment là các bạn kêu bài này là biện luận dài, thì không biết là các em biện luận dài kiểu gì, thì có nghĩa là chúng ta làm nó chưa điềm đạm rồi, dẫn tới là mình bị hoảng loạn lên, thấy chưa nhỉ? Trong cái khóa này nó sẽ cung cấp như vậy. Thế tới đây rồi thì sao? Tới đây rồi thì các em ốp oxy thôi. Oxy là của chúng ta là 0,06 nhân với 2 là 0,12 nhé, thì nó sẽ là bằng A cộng với lại 3 nhân với 0,09 trừ đi 2A. Thì ngay lập tức các em sẽ dò ra được cái giá trị thầy viết xuống dưới này. A của chúng ta nó sẽ bằng 0,03. A bằng 0,03 thì axit của chúng ta là 0,03 mol. Thì ngay lập tức nó chỉ có thể là oxalic thôi nhá. Nó chỉ có thể là HOOCCOOH thôi. Đó, được chưa nhỉ? Nó không thể nào mà là thằng khác được, bởi vì nếu như nó thêm một thằng C nữa mà giữa như thế này, nó thêm một C nữa mà giữa là CH2 chẳng hạn, thì khi đó độc thằng axit này lướng lên thì nó đã là 0,09C rồi, thì cái C của thằng ancol là hết. Được chưa? Vì vậy cho nên cái muối của chúng ta sẽ là sẽ là KOOC COOK là 0,03 mol, còn lại là thằng cao phát sư. Đó, được chưa nhỉ? Có vẻ là mạng của chúng ta nó quá yếu đúng không nhỉ? Đấy. Thì đây là cái tình huống thứ nhất để thầy minh họa cho các em là cái cách mà chúng ta làm nó điềm đạm là như thế nào nhá. Để các em hiểu, chúng ta phải học khóa pro này, phải xem thầy giải thì bắt đầu mình mới thấy được như này được nhá. Nó rất là nhàn thôi. Thế bây giờ ta sẽ đi sang một cái dấu cộng cuối cùng nhá, chúng ta còn hết thời gian rồi. Dấu cộng cuối cùng của chúng ta là sự linh hoạt. Sự linh hoạt thì tùy từng người, có lúc thì thầy gọi là thủ đoạn, thầy quen gọi như vậy. Được chưa nhỉ? Người khác gọi là sự sáng tạo cũng được, thì các em hỏi kiểu gì cũng được. Còn một số bạn gọi là mò,
rồi thì các thầy cô gọi là kiểu làm vớ vẩn cái gì tôi không biết, được chưa nhỉ? Nhưng mà đây chúng ta thầy cứ gọi tạm một cái từ là linh hoạt chứ dùng cái từ thủ đoạn thì nhiều bạn nghe nó có vẻ là ghê gớm quá, nhưng mà thực tế ra là đúng là phải dùng thủ đoạn thật đấy. Bởi vì đấy, các em thích làm phẳng song phẳng hả? Ok, cứ làm thử đe đi. Đến lúc mà mồ hôi hột mình toát rơi rơi như mưa thì bắt đầu là mới thấy được nó áp lực như thế nào nhá. Thế bây giờ sự linh hoạt và thủ đoạn thì nó là cái gì? Thì bắt đầu thầy lại lấy một cái ví dụ nữa. Đây, đây đây đây. Ở đây là cái chương trình này thì đến sang cái phần này thì mình phải lấy ví dụ cụ thể thì các em mới 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 hình dung được. Rồi, thầy uống ngụm nước đã nha. À đây thầy lại lấy một cái ví dụ minh họa từ một cái câu hỏi nha, từ một cái câu hỏi của bạn ở đây là Bảo Ngọc. Bảo Ngọc cũng post lên nhóm học tập của chúng ta nhá. Ở đây thì bạn ấy bảo là câu hỏi cái dòng của bạn là giải giúp theo cái cách map. Ok, vì bài này là giải hơi hơi dài dòng, các em nhìn ở đây thì cái lời giải ở dưới này cũng có rồi. Tuy nhiên theo quan điểm của thầy, cái lời giải này mà ốp ở trong phòng thi thì nó trở nên là vô nghĩa. Như chưa nhỉ? Nhìn với một cái lời giải như là nó sẽ không phù hợp với lại thi trắc nghiệm được. Dù là các em có làm được hay là không làm được thì nó cũng như nhau thôi. Thế thì câu này thì với những cái bạn mà làm mục tiêu được 7 ấy, thì em điền triển điền là cái gì? Khối A các em phang ngay vào A cho thầy nhé. Khối B thì khoan vào B. Còn các loại linh tinh khác thì em tùy thôi, C D được. Nhìn này đúng không? Nhìn nó sương sương như thế này ấy, những cái bạn mà mục tiêu điểm của chúng ta khoảng 7 8 ấy thôi, đừng có nghĩ gì hết, ốp luôn vào đi, nhanh nhanh. Thế bây giờ thì đấy, nhưng mà nói thì là như vậy đúng không? Đấy, nhưng mà bây giờ câu này ấy, nếu mà chúng ta làm một cái cách chính thống là nó cũng mất thời gian một tí. Thế còn lại, nhưng mà nếu mà dùng mà nếu bạn nào mà học với thầy mà các em cảm chúng ta hấp thụ được cái phần linh hoạt này, cái phần thủ đoạn ở đây thì bài này lại rất là chuối. Chuối là chuối ở cái phần ra đề của người ra đề ấy. À, được chưa nhỉ? Thế thì tại sao nó lại chuối thì bắt đầu thầy lại đưa ra một thầy chúng ta sẽ cùng nhau đi chữa nhá. Bây giờ cùng nhau chữa nhá. Chúng ta cùng nhau chữa. À, chữa thì cái câu này thì đây bây giờ mình tính thầy bật cái máy tính lên chút đã để cho các em mà thôi máy tính ở đây bây giờ lại không cài cơ, được chưa nhỉ? Như vậy cho nên là thôi nhá, thầy cứ nói thôi, các em sẽ thầy sẽ biết ở đây, các em sẽ tự hiểu nha. Bài này ở đây ấy, thì các em nhìn thấy là người ta bây giờ làm bắt đầu liếc qua một phát là các em phải nhìn ngay có đáp số. Đáp số là nó chỉ cho những con số tường minh rồi, mà nó tường minh thì thường là chúng ta sẽ vui cười có đáp số hết rồi. Đáp án ở đâu? Đáp án ở cuối này thôi. Đây nó chỉ hỏi m thôi, lại còn hỏi một câu hỏi khá là gà nữa, đó là khối lượng muối thôi. Khối lượng muối thì nó chỉ hỏi là cái chung chung, nó hỏi chung chung thôi, hỏi cái thông số chung chứ không phải là hỏi về về những từng yếu tố ở trong hỗn hợp đấy. Mà đây là cho bro, được chưa nhỉ? Axit là đồng đẳng của acrylic. Thế thì cái muối của em phải là cái gì? Muối của chúng ta thì chắc chắn phải là muối của cái thằng axit đồng đẳng của acrylic đúng không? Ok, thì cái M này của chúng ta thì nó sẽ là C2H3COOK. Thằng này thì bao nhiêu mol? Thằng này thì chắc chắn là 0,2 rồi. Thì vì hai thằng đồng đẳng nó còn thừa một cái lại một cái delta M ở đây là chính là CH2. Được chưa nhỉ? À thầy xin lỗi nha, cái chỗ này của chúng ta là 0,2. Ok, này thầy viết nhầm nhá, là 0,2. Nào, được chưa nhỉ? Thì cái này thì các em bấm ra. Bấm ra thì riêng ông này khối lượng đã là 22 gram rồi. Đấy là 22 gram riêng thằng này. Cái ông này là thằng B này vứt ngay, bé hơn cả 22 là toàn ngay lập tức vứt đi ngay. Được chưa? Đấy, thế bây giờ kể cả thì bài này nếu bạn nào mà khôn một chút khôn một chút, chúng ta nhìn cái chỗ này này, chỗ này này các em thấy nó thừa ra 1,4 chia cho 14 ở đây này. Là quá là chẵn luôn, là ngon. À, các em lấy máy tính các em bấm cái này thì lúc đầu thầy cũng bấm rồi, thầy không có bấm nữa. Bởi vì máy tính thầy tắt đi rồi. Cho nên là đây thầy chỉ nói thôi.
Cái này này, cái thằng này nhá, cái thằng C này, cái em trừ đi 22 mà chia cho 14 thì nó ra một con số là kỳ dị. Số kỳ dị như vậy thì quýt. Thằng cuối này, cái em trừ đi 22 chia cho 14 nó cũng kỳ dị thì vứt đi rồi. Đấy, thế là ba thằng là đi luôn. Thì ba này là mình chả cần phải làm gì hết. Cái em lúc thi mà chúng ta tỉnh được cái thôi. Thế này cứ thế mà phang thôi, phang hình như là A đúng không? Đúng rồi, đây đáp án là A đấy. Bởi vì là số nó rất là đẹp. Còn ba ông này là dở hơi rồi. Đấy thì những cái câu mà chúng ta dò theo cái kiểu đồ chẵn lẻ như thế này thì là cũng rất tốt. Ở trong trong hóa học ấy, thì thầy trước ấy cũng có kinh nghiệm ra đề thi rất nhiều rồi. Em chú ý là để mà ra những cái số lẻ ấy, thì lúc gì là nó rất là sương. Em nhìn nhá. Cho nên là bởi vì trong hóa học các cái chất nó được móc nối với nhau. Thì khi mà người ta đưa ra số mol lẻ lúc gì nó rất là củ chuối. Vì vậy cho nên là các cái thông số của chúng ta thường, đặc biệt là về số mol là nó sẽ phải là chẵn. Ừ, được chưa? Như vậy cái bài này chúng ta cần phải có thủ đoạn đó là chúng ta chỉ đánh giá nhanh một tí thôi là ok. Là chúng ta là có điểm. Còn ông nào mà cậy mình khỏe lao vào cày, con này là toang. Được chưa nhỉ? Đứt. Vì vậy cho nên mình phải luyện. Bởi vì trong vòng thi thời gian nó cực kỳ áp lực, các em phải luyện thì chúng ta mới có cái cảnh giới phân tích nhanh như vậy được nhá. Thế nhưng mà bây giờ cái câu này là đề người ta cho cái dạng củ chuối, tức là cái câu hỏi người ta là củ chuối thì chúng ta mới chơi như thế này được. Thế bây giờ thì bây giờ thầy sẽ đưa ra một cái câu hỏi khác. À, được chưa nhỉ? Đấy. Thì vừa nãy chúng ta đã dùng tư duy dồn chất và tư duy đáp để chúng ta xử lý một cái ví dụ trên rồi, các bạn là Bùi Khánh Linh nhỏ. Bây giờ một cái ví dụ này thì có lẽ là cái phần chữa trước của thầy chỉ là cái mang tính chất là nó là thủ đoạn thôi, nên không phải lúc nào mình áp dụng được. Thế tuy nhiên thì các em phải linh hoạt, mặc dù là những cái công cụ tư duy của thầy trang bị cho các em là cực kỳ mạnh, nhưng mà mạnh thế mà các em cứ chơi một cách sòng phẳng là chưa chắc đã được. Để chúng ta phải luyện thêm để khi nào mà cần thì bắt đầu là mình ốp vào nhá, cần là mình chơi. Bởi vì khi mà cùng quẫn mà các em phải ốp những cái mức độ khủng khiếp nhất vào ấy, thì là hầu hết là các bạn khác mà nếu mà không học thầy có thể mình không làm được. Đấy thì chúng ta là ok. Được chưa nhỉ? Là mình sẽ ok. Đấy, bây giờ ví dụ như cái câu này, bây giờ rồi bây giờ câu này y như câu trước. Được chưa nhỉ? Y xì như câu trước. Chỉ có điều là người ta hỏi là phần trăm số mol của x. Đây, phần trăm số x trong e gần nhất. Đấy, các em thấy chưa? Bài toán y như nhau nhưng mà câu hỏi khác nhau thì ta sẽ xử lý như thế nào? Thầy sẽ uống nước một chút đã nha, xong rồi mình sẽ cùng nhau xử lý lốt. Ok, bây giờ như này, nhìn vào đề một phát tôi thấy là câu hỏi của chúng ta là nó là gần nhất rồi, gần nhất như thế này thì chúng ta không thể nào mà dùng thủ đoạn vào đáp án được. Nên chúng ta phải bỏ ngay đi, nó cho nó qua thôi, nhưng mà phải bình tĩnh. Thì bây giờ chúng ta lại nhìn lên trên thôi. Người ta cho mình cái gì? Khối lượng này, oxy rồi lại CO2 ở đây có nước, được chưa nhỉ? Có cả mol và rho. Thì bài này dồn dồn chất là quá là ngon lành cành đào luôn. Được chưa nhỉ? Thì bây giờ ta sẽ cùng nhau đi ta xử lý này. Bây giờ ta đi ta xử lý luôn. Được chưa nhỉ? Sẽ dồn chất ở đây nhá. Tổng khối lượng của chúng ta là 64,6. Rồi. Ok, 64,6. Thì bây giờ thằng này thì nó bảo là đồng đẳng của axit acrylic. Đấy, thế mà brom phản ứng là 0,02 à 0,2. Do đó là cái COO ở đây của chúng ta nó phải là 0,2. Bởi vì mỗi một thằng COO của chúng ta nó sẽ dính vào đây như kiểu acrylic là nó dính vào một pi. Cho nên là cái COO của chúng ta nó phải bằng cái số pi cc bằng 0,2. Được chưa? Thành phần còn lại của chúng ta thì nó sẽ là C này. C thì ở đây các em tính tổng, ta sẽ tính tổng C ra nhé, bằng bảo toàn khối lượng thì ở đây thầy viết luôn cho nhanh. NC tổng của chúng ta là 2,35. Nó chui vào đây 0,2 thì nó ở dưới nó chỉ còn là 2,15 thôi. Được chưa nhỉ? Rồi cứ điềm đạm làm cho thầy nhá, điềm đạm thôi, không cần phải lao vào như trâu đâu. Cứ bình tĩnh. Lao vào như trâu làm gì nhá. Bây giờ đến tiếp tục là H2. Ok, H2. H2 thì nó bằng nước ở đây rồi nha, các em chia ra thì đây nó là 2,6. Thành phần còn lại nó chỉ là oxy thôi. Oxy thì mình đi bảo toàn khối lượng thì thằng này là bằng 1,55. Đấy, đây là cái phác đồ dồn chất thì là các em nhìn ở đây nó sẽ cái phác đồ dồn chất này các em nhìn ở đây nó sẽ rất là rõ ràng và cái gì chúng ta cần chúng ta có cái đấy.
Được chưa nhỉ? Cái phương pháp này là thầy nghĩ là nó tối ưu nhất nếu mà chúng ta phải làm một cách là chính quy. Đấy, thời gian các em thao tác cực kỳ nhanh nhá, thao tác cực kỳ nhanh. Vì vậy chúng ta phải luyện. Thế bây giờ tới đây rồi thì bắt đầu mình mới xử lý này. Thằng ST này này nó bảo là hai chức, đây, hai chức. Thế giả sử hai chức, nếu thằng ancol này của mình mà là hai chức đi, thì khi đó thì ở đây em suy ra nhanh cái ancol của chúng ta nó cỡ khoảng chia đôi ra, thằng oxy này chia đôi ra nó 0,7 mấy đúng không? 0,7 mấy mà nó là 0,7 mấy đúng không? 0,7 mấy là số rất là to. Thế mà tổng của chúng ta chỉ có tương đây thôi. Đấy, được chưa nhỉ? Mà ancol này cùng số nguyên tử carbon x thì thằng ancol này ít nhất phải 3C. Thì 0,7 mấy các em nhân với 3 nó là 2, mấy rồi. 2, mấy này còn chưa tính cái CC của axit nữa. Thì chắc chắn là toang, được chưa nhỉ? Thằng ancol này không thể hai chức được. Đấy. Toang ngay lập tức, được chưa? Không được, không được nhá. Thế bây giờ thì ta phải mạnh dạn lên, thế nó mấy chức? Nhiều bạn bảo bây giờ em phải đi biện luận xem nó có bao nhiêu chức. Đấy, xem là nó bao nhiêu chức. Thế thì ở đây thầy chưa bao giờ thấy ancol nào trong sách của chúng ta có 4 chức cả, cho nên mặc định chúng ta cứ mặc định cho nó là 3 chức. Đấy, được chưa nhỉ? Mình phải hiểu với nhau là như vậy. Cho nó là 3 chức đi. Còn trong sách giáo khoa của chúng ta là không có cái thể loại ancol 4 chức nhá. Ở đây thầy nhìn đây, bạn Khánh Linh em học thuộc đáp án rồi à? Cái này là thầy chia sẻ thôi nhá. Đây không phải là giải đề hay chữa đề gì đâu, mà là chia sẻ để cho các em hiểu về cái phác đồ mà thầy đưa ra thôi, chứ không phải là giải cái gì hết. Đây là chúng ta tiếp tục nha. Ba chức mà ST chỉ có hai chức thôi, thì chứng tỏ là nó phải có một thằng OH ở trong ST. ST của chúng ta là thuộc cái dạng là tạp chức. Đấy, mình đánh giá nhanh như vậy. Thế bây giờ thì vì là mình có một số mol brom ở đây, chúng ta lại dùng dồn chất để ta bơm hydro vào. Được chưa nhỉ? Bơm hydro vào thì khi mà bơm vào như vậy thì cái hỗn hợp này của chúng ta này, cái chỗ này này nó sẽ biến tất thành ancan. Được chưa nhỉ? Thì khi đó các em sẽ có ngay được cái Ne của chúng ta nó bằng 2,8 đây này. Cái này các em bơm vào là 0,2 nhá. Được chưa? 2,6 cộng ngoài 2,8 nhá. 2,8 mà các em trừ đi 2,15. Ngay lập tức nó biến thành là 0,65. Đó là có Ne. Được chưa? Thế còn cái thằng ST và cái thằng ancol thì bây giờ chúng ta có thể xử lý như sau. Được chưa nhỉ? Ở đây này, mình vì là ST của chúng ta là thằng ancol là ba chức nhé, ST một chức, cho nên là có oxy ở đây ta sẽ có là ba ancol, ba số ancol thì viết ba ancol cộng với một thằng ST, bởi vì ST của chúng ta nó có một OH thì bằng tổng O là 1,55. Được chưa? Sau đó em thấy vì hai thằng axit là đồng đẳng của acrylic, cho nên là cái độ lệch giữa cái thằng H2 ở đây là cái độ lệch. Đấy, cho nên là thầy bảo là dồn chất nó hay là như vậy. Em cần cái gì em có hết ở đây. Đây cái mẫu ở đây này. Cái độ lệch giữa cái thằng nước và cái thằng CO2 ở đây nó là do cái thằng ST và thằng ancol nó sinh ra thôi. ST của chúng ta khi mà em nhắc CO ra thì biến thành ankin. Còn thằng ancol mà mình nhắc O ra thì nó biến thành ancan. Được chưa nhỉ? Thế vì vậy cho nên khi mà cái độ lệch giữa cái thằng H2 và cái thằng C này thì ancan của chúng ta là 0 pi. Thì khi mà các em lấy nước trừ đi C thì nó sẽ chính bằng số mol của ancol nhá. Thì nó sẽ là ancol. Được chưa nhỉ? Đấy, nó sẽ là ancol. Thế còn cái thằng mà ST này của chúng ta nó biến thành ankin, nó thành 2 pi, thì độ lệch của chúng ta khi mà lấy nước trừ đi CO2 thì nó sẽ là bằng trừ số mol của ST. Được chưa? Thì nó sẽ bằng là 0,45. Được chưa nhỉ? Đấy, rất nhanh. Thế thì ở đây là thầy phân tích kỹ để các em hiểu rõ cái bản chất của dồn chất để chúng ta xử lý cho nhanh. Với các em nhìn này, có thể là về trình bày nó nhìn dài nhưng thao tác làm chúng ta rất nhanh và gọn. Đấy, các em phải học nhá. Thì tới đây rồi ngay lập tức chúng ta sẽ có cái gì nào? Chúng ta sẽ có các em cộng và thấy thấy ngay hai này ST đã mất rồi. Này là bao nhiêu đây? Thằng này là 0,2 à, bằng bằng 2 mà chia cho 4. Như vậy ancol là 0,5. Được chưa? Ancol là 0,5 này. Thằng ST của chúng ta sẽ là 0,05 này. Thế mà tổng của nó là 0,65. Thì cái thằng axit là bao nhiêu? Axit là 0,11. Đấy, được chưa nhỉ? Chúng ta hầu hết là chúng ta chỉ cần nhả bằng mồm thôi là tự nhiên nó ra hết. Tới đây ta biết số mol từng chất mà biết tổng C thì các em đi xếp hình thôi nhá. Xếp hình thì mình phải tính C min. Như này thầy dạy rồi. Ancol của chúng ta thì C min là bằng mấy? C min là bằng 3.
Thằng này ST của chúng ta hai thằng kia là 3, 4 là 7 cộng với lại C-min của Ancol nên là C-min là 10. C-min là 10 nhá. Còn ông axit này của chúng ta thì C-min bằng C-min bằng 3. Được chưa nhỉ? Nhá, C-min của chúng ta bằng 3. Thì tới đây rồi thì hầu như là chúng ta đã xử lý rất là ok rồi nhá. Thì bây giờ em bấm ra thôi. Bấm ra thôi nhá, bấm ra thì chúng ta sẽ được cái delta LC này nó bằng 0,05. Ừ. 0,05. 0,05 thì các em thấy là không thể nào mà chúng ta nhồi thêm C vào trong Anco được, hoặc là cũng không thể nhồi thêm C vào trong ST được. Ừ. Bởi vì là nó sẽ nhiều hơn 0,05 ngay, cái delta LC của chúng ta nó phải cần nhiều hơn. Vì vậy cho nên là cái này các em chỉ nhồi vào cái thằng axit thôi, nên chắc chắn là hai thằng axit của chúng ta sẽ là C2H3, COOH và C3H5, COOH nhá. Thì cái phần thừa delta LC 0,05 là cái phần các em tăng từ 2 đến 3 của thằng axit này. Cho nên là mỗi thằng sẽ là 0,05. Đó, được chưa nhỉ? Thì các em thấy về mặt tư tưởng ở đây cái bài này dồn chất thì nó cũng về cách thức của chúng ta dồn nó hoàn toàn giống như cái ví dụ trên thôi. À, được chưa nhỉ? Giống như ví dụ trên thôi. Nhưng mà mình cần phải đánh giá và suy luận nó nhiều hơn một chút. Thì bạn nào đã học trong khoa học của thầy một cách cẩn thận thì thầy tin chắc rằng là các em hoàn toàn có thể xử lý được bài này một cách điềm đạm nhá. Đấy là nếu cái tình hình mà chúng ta gặp cái bài toán nó ra một cái câu hỏi chầy bừa như vậy thì mình vẫn có thể xử lý một cách khá là linh hoạt được. Được chưa nhỉ? Thì đó là những cái vấn đề mà thầy muốn chia sẻ với các em để các em hiểu về 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 NAP và RO là như vậy. Đó, được chưa nhỉ? Chúng ta phải rèn luyện được xem nào chúng ta có những cái gì ở đây nhá. Chúng ta phải biết được chúng ta sẽ tìm được các cái lỗ thủng đấy, sau đó là mình sẽ đi mình vá. Được chưa nhỉ? Chắc chắn rồi, ai cũng phải thủng hết. Sau đó là chúng ta sẽ có được tâm thế, mình sẽ rèn luyện được sự tỉnh táo, được chưa, sự điềm đạm và sự linh hoạt. Đó là những cái mà thực chiến tư duy NAP thực chiến sẽ cung cấp cho các em. Thì bây giờ thì đến cuối buổi rồi, hôm nay livestream hơi nhiều nhá, 40 mấy phút rồi. Thì thầy sẽ đưa ra một cái chương trình mini game. Bạn nào mà cảm thấy mình cần thiết về về pro này nhá, các em đăng ký thì cái buổi live ngày hôm nay thầy sẽ đưa ra món quà rất là khủng khiếp. Đấy là bạn nào mà trả lời đúng với câu hỏi của thầy ở dưới đây, được chưa nhỉ? Bạn nào mà trả lời đúng được những câu hỏi dưới đây thì khi mà các em đăng ký pro nhá thì các em sẽ được tặng luôn nhá, đăng ký quyền pro này thì các em sẽ được tặng luôn hai quyển 8 cộng 19 cộng, bởi vì là sẽ tiện cho các em vá. Khi mà các em làm các em thấy thủng ở đâu thì các em có thể hỏi trực tiếp với lại bộ phận tư vấn hoặc là hỏi thầy để xem là bây giờ cái chỗ này em hỏng thì em học ở chỗ nào. Đấy, được chưa? Thì các em chỉ việc mở sách ra thôi, chúng ta vá vào là ok nhá. Thì bây giờ là 9 giờ 40 rồi, cứ gọi là 9 giờ 40 đi. Thì thầy sẽ tính, thầy sẽ để ở đây thôi, các em cứ inbox nhá. Kết quả các em chỉ cần nhắn tin mỗi một kết quả thôi, inbox vào fanpage Nguyễn Anh Phong đúng một cái thì đương nhiên là các em sẽ được cái phần quà như thế này. Và thời gian thì nó không phải là vô hạn đâu nhá, thời gian không phải vô hạn. Ở đây là thời gian của thầy là thầy sẽ chấp nhận tất cả những cái tin nhắn là nó đến 2 giờ sáng ngày mai đấy nha. Đến 2 giờ sáng ngày mai thì cái cách làm của chúng ta hai cái bài này nó cũng hoàn toàn giống như hai cái ví dụ kia thôi. Ở đây các em chỉ cần inbox cho thầy là A cộng M là bao nhiêu, các em chú ý là M nó ở bên trên này này, còn dưới thì nó ở A nó ở bên dưới này nhá. Ừ. Ví dụ khi mà inbox vào fanpage ấy, thì em chỉ biết là ví dụ nó bằng 1 tỷ chẳng hạn, hai này kết quả bằng 1 tỷ đấy, hoặc là bằng là 1 tấn chẳng hạn, một tấn đây là có thể là 1 tỷ gam đúng không? Các em có chú ý là cái này tính bằng gam nhá, tính bằng gam đấy. Thì đấy thì hoặc là thay vì 1 tấn thì em ghi là bao nhiêu nhỉ, là chỗ này 1 tỷ, 1 tỷ gam là 1 triệu kg, là 1.000 tấn đúng không, 1.000 tấn đấy, được chưa nhỉ? Rồi đấy. Thì bạn nào mà cảm thấy mà mình cần thiết thì đây là một cơ hội cho các em nhá. Đây là một cơ hội cho các em phải làm đây, gửi vào đây cho thầy đúng được thì chúng ta sẽ có cái mã này, được chưa nhỉ?
còn bạn nào cảm thấy không cần thiết thì thôi, thầy sẽ không có, chắc chắn là các em phải làm cái gì đó để chủ đề thầy cảm thấy các em thật sự cần thiết thì các em mới được nhận cái phần quà như thế này để chơi nhạc. Thế thì cái buổi live stream hôm nay của thầy thì cơ bản là nó cũng thế thôi. À, các em xem là mình học được cái gì thì cố gắng lưu trữ vào để học. Rồi, ok nhá. Thế thì thầy chào các em nhá. Bây giờ thầy sẽ out đây. Hẹn các em vào chủ nhật tuần sau nhá. Chủ nhật tuần sau thầy sẽ lại đưa ra một cái chương trình tiếp theo. Có thể là chúng ta sẽ nói chuyện với nhau về vô cơ, về chơi nhạc nhá. Rồi thầy chào tất cả các em.